Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Hy vọng những thông tin trong bản tin của ngày hôm nay sẽ đem đến cho quý vị và các bạn thật nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi nội dung chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Bạch Long Mã Tây Du Ký từng 6 lần mất con, các xe cao hơn cả lục tiểu linh đồng. Dù xuất hiện chấp nhoáng trong phim nhưng Vương Bá Chiêu vẫn được mệnh danh là đệ nhất Mỹ Nam Tây Du Ký 1986, nhận các c cao ngất ngưỡng. Nam diễn viên có đời tư nhì nhàng, từng bị Trương Vệ Kiền và Tả Đình Phong đánh lên bờ xuống ruộng. Vương Bá Triều sinh năm 1957 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, là người thủ vai Bạch Long Mã, hoàng tử thứ ba của Tây Hải Long Vương. Ông cùng với Mã Lan là một trong hai diễn viên có các xê cao nhất đoàn phim Tây Du Ký năm 1986. Dù chỉ xuất hiện trong 3 tập, nhưng nhân vật này đã trở thành vai diễn để đời trong sự nghiệp của nam diễn viên. Khi được đạo diễn Dương Khiết mời đóng vai Bạch Long Mã, Vương Bá Chiêu đã là cái tên có tiếng trong giới giải trí và không muốn nhận vai phụ. Nếu muốn ông tham gia, nhà sản xuất phải chi ra số tiền 500 nhân dân tệ một tập hơn 1,7 triệu đồng. Trong khi đó, Tôn Ngộ Không Lục Tiểu Linh Đồng chỉ được trả 70 nhân dân tệ một tập khoảng 350.000 đồng. Sau khi nhận được cái gật đầu của Vương Bá Chiêu, đạo diễn Dương Khiết yêu cầu ông không được tiết lộ các xe để tránh làm những nghệ sĩ khác khó chịu. đệ nhất Mỹ Nam Tây Dù Ký có các C cao hơn cả lục tiểu Linh Đồng. Vương Bá Chiêu là sinh viên khoa biểu diễn của Học viện hí Kịch Thượng Hải năm 1982. Ngoài ra ông còn rất giỏi thư pháp. Bạch Long Má từng là thành viên của Hiệp hội Thư pháp Trung Quốc, Viện sĩ Học viện Hội hòa và Thư pháp Trung Quốc, Viện sĩ kiêm thư ký điều hành của Học viện Hội hòa và Thư pháp Trung Quốc. Sau Tây Du Ký, Vương Bá Triều tham gia một số bộ phim như Đường Thái Tông Lý Thế Dân, Nhất Phẩm Phu Nhân Chi Ma Quan, Hiệp Nữ Thập Tà Muội, Công Chúa Phan Thành. Được một thời gian, ông hướng tới thị trường Mỹ tìm kiếm cơ hội, nhưng để kiếm miếng ăn tại đây không bao giờ là điều dễ dàng. Sự nghiệp xuống dốc, đời sống hôn nhân cũng không xuân sẻ khi vừa ông, nữ diễn viên ân tân, mắc bệnh hiếm gặp, 6 lần mang thai đều sinh non. Chính vì lý do này, ân tân chủ động ly hôn chồng vào năm 1992. Một năm sau, ông kết hôn với nữ doanh nhân Lưu Y Nhân, hai người có với nhau một đứa con trai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài được lâu, cả hai đường ai nấy đi năm 2001. Thất bại trong hôn nhân khiến Vương Bá Chiêu dồn hết tâm sức cho sự nghiệp. May mắn thay ông tình cờ gặp Lý An và giành được vai diễn trong Bớt Sinh Bộ phim này một lần nữa mở rộng con đường công danh của ông. Đến năm 2008, ông kết hôn với bà Bách Kinh Mai và sống với nhau cho đến bây giờ. Vương Bá Chiêu đảm nhận vai phụ ác nhân sang Biệt Hạc trong phim Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết năm 2004. Trong cảnh quay đánh đấm, ông đề nghị đạo diễn sử dụng hình nộm để bảo đảm an toàn cho mình, nhưng bị khước từ. Hai diễn viên đóng tiểu ngư nhi là Trương Vệ Kiện và Hoa Vô Khuyết là Tạ Đình Phong, hứa sẽ nhảy tay, nhưng nào ngờ họ diễn quá thật khiến Vương Bá Triêu bị thương, phải xin dừng quay. Sau sự việc, Trương Vệ Kiện và Tạ Đình Phong đã vội vã đến bệnh viện xin lỗi Vương Bá Triêu. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Vương Bá Triêu nói, phim là giả, nhưng đánh thật, Ông cho rằng Tạ Đình Phong và Trương Vệ Kiệt đã lợi dụng đóng phim để cố tình gây thương tích cho mình. Theo một số thông tin sở dĩ Trương Vệ Kiệt và Tạ Đình Phong đồng thủ với bản diễn là vì Vương Bá Triều xảy ra xung đột với một nhân viên hóa trang. Hai ngôi sao muốn tìm lại công bằng cho đồng hương nên ra tay trả thù. Tuy vậy, Vương Bá Triều sau đó phủ nhận chuyện này. Vụ lùm xùm dịu lại Vương Bá Triều tiếp tục trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận khi bị người cha 80 tuổi khởi kiện hai lần vì bất hiếu. Trong vụ kiện, cha của Vương Bá Triều cho rằng con trai sống gần cha nhưng không được quan tâm và yêu cầu hưởng tiền cấp dưỡng mỗi tháng, phải về nhà thăm nhà hai lần. Trước sự việc, Vương Bá Triều hoàn toàn suy sụp Ông quyết định rời làng giải trí và mở một nhà hàng với mong muốn sống một cuộc đời an nhiên. Hiện nay, diễn viên họ Vương dù đã 64 tuổi nhưng người ta vẫn thấy bóng sáng của Bạch Long Mã ngày nào.